Dạ rồi con chào cô nha. Dạ em chào chị gái. Dạ cô và chị gái cho em con xin phép được hỏi cô tên là gì và đến từ đâu? Rồi, từ Bến Tre tôi là Đặng Thị Chi. Dạ còn chị gái ha. Chị là ở cũng Bến Tre luôn, tên Nguyễn Thị Lan. Dạ hôm nay cô và chị từ Bến Tre ở một tỉnh miền Tây rất là xa xôi đúng không ạ? Về Bình Dương nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ vụ việc gì ạ? Trong dịp con tôi đi bữa mùng 6 tới nay mà được tháng mà chưa có tìm được á, nhờ mấy chú ở trên này kiếm giùm. Dạ là tìm con đúng không ạ? Dạ. Dạ vâng, con gái nhà mình tên là gì ạ? Tên Nguyễn Thị Hạnh Đào. Nguyễn Thị Hạnh. Hạnh Đào. Dạ. Con gái nhà mình năm nay bao nhiêu tuổi rồi Dạ cô? 29. 29 tuổi, Dạ. đã có gia đình chưa? Dạ có gia đình có hai cháu. Có chồng có con rồi. Dạ. Hôm nay con rể của cô đâu, sao không về đây cùng với cô? Dạ nó nhà nó con nó rồi bò u rồi tùm lum hết trơn chứ giờ nó có thật Có tật có nguyền. tật con chồng nó là nó bị tật tội nghiệp lắm nó Dạ hiền chị gái có thể giới thiệu lại là chị gái là gì của cô này? cũng như chị á, chị là Dạ em của chị là em chị nhưng mà người thì mang họ cha họ mẹ nhưng mà ví dụ như chị là con nuôi của mẹ chị đi nhưng mà dạ nhà rất là thương như là chị ruột luôn tức là con nuôi. đúng dạ nhưng mà như là con ruột cũng như ở chung dạ này kia nhưng mà chị thấy tình hình á là từ hôm nó nay mất là đúng một tháng chị dạ không liên lạc nó tất tất cả mối quan hệ trên chung nó là tắt hết luôn nó không có liên lạc với ai hết dạ cho nên là dưới bà cũng đi chỗ này chỗ kia nhiều tốn rất là nhiều tiền rồi rồi hôm qua chị vô tình chị mới thấy cái kênh dạ chị điện dạ là bữa nay bao xe lên liền nói chung dạ chị này chị khổ dữ lắm khổ mình mà đi từ lúc mấy giờ chị gái? rồi chị đi hồi 2:30 khuya mưa hay tầm tã ướt nhẹp luôn tới giờ Vậy là con gái của cô bỏ đi hơn một tháng trời. được Mình có liên lạc được không cô? dạ không Không liên lạc được ha. Khi đi con gái có đem theo phương tiện quần áo tài dạ sản gì không? dạ có đeo một cọng dây với một xe gắn máy Hiệu gì cô? hiểu chứ quay báo có biết bắt rành chị cũng ít lên chị không có biết Không biết không ha. nhưng mà đi có dắt theo đứa bé này nè Có dắt theo con đi đúng không ạ? một đứa này nè Cô cho con xin phép được hỏi là cuộc sống hôn nhân của con gái nhà mình và con rể có được tốt không? nói vợ chồng nó ấy thằng này nó hiền Con rể ha, dạ theo cô con rể cô là người như thế nào? thấy nó cũng hiền chứ nó không có quýnh đập nhỏ này nhỏ này chướng lắm lo làm ăn Chướng lắm trời ạ. ở xuống xuống hơn chị nữa nó thiệt á Có thể cô biết nhưng mà đôi khi cô không biết dùng từ để mà chia sẻ đúng không ạ? Thì chị gái có thể chia sẻ cụ thể về cái sự việc à mà con gái của cô bỏ đi như thế nào? cũng như vậy nè là tầm bữa mùng 9 tháng 3 âm lịch là nó có đi đám là người ta mới để ý là có một cái hai người thanh niên là ở trên quê trên Đồng Tháp xuống rồi mới hỏi thăm là có chồng chưa này kia chị cũng nghe nói lại thôi rồi mới kêu á nếu mà cái người đó lên hát á, là tặng bông cho 500 ngàn là có tặng cho nó cái bông 500 ngàn Tức là bé này lên hát đúng không ạ? đúng Và tặng bông 500 ngàn. đúng rồi xong nó mới bỏ túi xong hát một bài nữa là tặng 200 nữa là 700 là đúng ngay cái ngày mùng 9 tháng 3 thì cái ngày mùng 6 tháng 4 á là xong khi đó là chưa đầy một tháng thì nó biến mất nhưng mà chị có hỏi với chồng nó là chồng nó là cách đó tầm 5-10 ngày gì á là cái ngày đi á là hai vợ chồng có cự lộn là vậy nó nói nó đau bụng nó vô trong phòng á nó nằm nhưng mà thật ra khi mà nó nằm nó bấm điện thoại nó nhắn tin đi thằng chồng nó đi ngang nó mới úp cái điện thoại nó nhét vô cái gối thằng chồng nó mới nói là đâu mà đưa tôi coi coi nó nói là bây giờ chết nó cũng không đưa rồi xong thế là xong rồi nó mới đổi mật khẩu nó xóa hết tất cả cái tin nhắn luôn rồi thì tới cái ngày đi rồi thằng thằng chồng nó mới nói á tôi làm cho bà tôi lo cho bà tự ly tự tí mà bà kiểu vậy thì thôi mai mốt bà kêu mấy thằng đó lo cho bà đi rồi xong là bắt đầu đúng cái ngày bữa mùng 6 trưa tầm 1:30 là đứa con lớn của nó mới đi học thằng chồng nó mới thấy nó thay đồ thằng chồng nó mới hỏi chị giờ bà đưa hay gì nó nói thôi ông đưa đi tôi không có đưa thì thằng này đưa đi học xong xuôi khi về là thấy con này mất tiêu là thằng này nó ỷ y là về với nhà của chị này chơi mà kỳ gì này chơi nhưng mà thật ra thì đâu có tới thì mình nói hả giờ về cha về mẹ chơi mình đâu có cần liên lạc kiếm chi cho tới 8:30 nó mới điện thằng chị là nó hỏi ủa anh Đào đưa giờ có xuống bà không thì nó không cái hỏi gì à? Nó nói là đi mất tiêu rồi khúc đó chị mới tá quả ra là chị mới xách xe chị thì chị không biết chị mới điện chị vô tới chỗ làm là chị nói là bắt đầu qua bữa sau là đi kiếm cho tới ngày hôm nay luôn nó rất là sung sướng quần áo mặc quần áo mới không ở không nằm bấm điện thoại rồi thậm chí chồng mua máy giặt với giặt đồ luôn
xài tất cả đều đồ điện hết, không, nói chung là không ăn sáng nữa. Cho em hỏi một cái điều rất là tế nhị. Cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng, bản thân chị như chị chia sẻ thì chị là con nuôi của cô đúng không ạ? Không, chị là chị nuôi của chị. À, chị nhưng nuôi mà chị, đúng em mẹ, nuôi đúng không? Mẹ chị sinh chị là từ lúc nhỏ luôn. Dạ. Yeah. Rồi nhưng mà chị khờ, thấy ba hiền, thấy tội nghiệp, yeah, rồi yeah. Nói chung nghèo dữ lắm nghèo. Dạ. Yeah. Rồi hổm rài đi tầm bậy tầm bạ tốn biết bao nhiêu tiền. Dạ. Yeah. Theo như chị thì cái cuộc hôn nhân giữa con gái của cô và con rể của cô có được hạnh phúc không? Nói chung á, bây giờ chị không có binh, chị không có bỏ ai. Dạ. Nhưng mà con này là nó trật, trật 100%. Dạ. Cái người con rể của cô siêng năng chịu khó cần đây cù chị không nói ạ? Cho tôi nghe là nó Dạ. bằng sáng bằng tối, tối thậm chí về nó phải đội cái đèn pin á, nó đi cắt cỏ. Oh. Là hiểu rồi, không cờ bạc, không gái gú, không rượu chè, tất cả rồi một, nói chung là nó muốn ăn cái gì chồng nó còn đang làm, chỉ cần alo cái chiều về có cái món đó đi ăn tất em cả. này ở nhà có làm gì không? Không hề, chị lên chị nói luôn, không phải cháu chị mà chị nói dạ luôn. Cô để thấp tấm hình xuống giúp con, cô cao cao người lên nhá. Dạ rồi. Nó nằm ví dụ như nó ăn không, nó ăn xong rồi nó bại để đó luôn. Chồng dọn chị không nói thêm, cái bữa mà nó đi á là tối chị có lên là cái nó ăn xài thì kia không, nó ăn xài nó gọt vỏ em với nó lấy lòng nước uống là nó để y nguyên vậy là nó đi chứ nó không dọn luôn, không làm bất cứ một công việc gì. Đúng. Điều cứ, điều kiện gia đình có không ạ? Nói chung là thằng chồng nó có tật nhưng mà cũng hơi đỡ, có nghĩa là tật là tật như thế nào? Cái giò nó bị teo á, rồi teo cơ. Teo cơ từ nhỏ, nó bị như bẩm sinh luôn, nó bị sốt á rồi nó bị bại liệt từ nhỏ lớn. Rồi á ví dụ như nó thì chỉ nhà nấu cơm, về giặt đồ thì giặt máy giặt rồi, còn chén tô thì mình ăn mình rửa thì mình đâu tính chi, nhưng dạ. Mà đặc biệt cái nhà không có quét. Ồ. Oh. Nó vậy thôi à. Mấy đứa con rồi? Hai đứa này, đứa nhỏ nè. Còn đứa kia, đứa lớn, đứa kia là tuổi thìn. Mà con nhỏ nó bị khờ luôn. Có đi học không ạ? Nó có đi học mà nó khờ, tội nghiệp lắm. Vậy là tất cả mọi công việc kiếm tiền là một tay chồng. Là chồng. Chồng. Nó chỉ tiêu tiền thôi. Và cái thời gian rảnh rất là nhiều. Như chị chia sẻ thì con gái của cô đây ở nhà bấm điện thoại rất là nhiều. Bấm điện thoại. Và nhưng, có chơi các trang mạng. Nhưng mà là nó chỉ có mới tầm chừng từ cái mùng 9 tháng 3 âm lịch cho tới cái mùng 6 tháng 4 âm lịch thôi. Còn mấy chứng trước là nó có nghĩa là nó lên lên TikTok nó chơi bình thường nó này kia kia nọ, nhưng mà một thời gian gần đây nó không lên, tại vì nó không có rảnh để lên, nó chỉ lo cái vụ bấm bấm kia thôi, vụ nhắn tin nó đại vậy luôn đi. Vậy là cái thời gian mà gần tới ngày bỏ đi rất nhiều dấu hiệu bất thường. Đúng đúng đúng, chính đúng xác. Không ạ? Đúng. Rồi nó còn nói với anh chồng nó vậy nè, nó nói vài bữa hả, tôi bỏ ông với con Vi ở nhà trông coi. Thằng kia thì nó vô tư, tại con này nó khờ mà cứ nghĩ là nó đi là ai cũng bất ngờ, tại vì tối ngày là nó không hề mở cái cửa, nó ra tới khỏi tới ngoài sân nữa, nó không đi chơi, nó không ăn nhậu, nó hát hò, không đua đòi như người ta, nó chỉ mua quần áo sắm là ở trong nhà suốt, mà nó đi vậy ta mới bất ngờ chứ phải như con người ta, ừ sáng đi trưa đi chiều đi thì mình còn đề phòng, còn nó á, rõ ràng á. Làng xóm ở đấy thì có biết hết câu chuyện này chưa? Biết hết rồi, người ta mới nói, người ta giật mình, có nghĩa là tại sao mà hôn hả, đi nó đi luôn. Còn người ta ví dụ như đi đầu này đầu kia thì mình nói sầm thì này kia mình còn dạng bàn tán thì còn nói đâu ai, nó không đi đâu hết. Từ cái ngày mà vợ bỏ đi thì bản thân chị thấy cái anh chồng này như thế nào? Nó hả, nó cũng buồn này, nó ốm dữ lắm ốm, nhưng mà phải ráng hoàn, tại còn đứa kia nó khờ, nó phải đi học. Tội nghiệp lắm, nhỏ kia nó khóc, rồi chiều nó phải dắt đi chơi chừng nào mà nhỏ thì nó mòn mỏi này kia. Là đắt về là ngủ luôn, chúng thôi về là nó phải kiếm mẹ nó khóc, nó vô nó năn nỉ mấy cô nó kêu rước. Mẹ nó về nó nhớ em Xu, nhớ mẹ Đào, nhưng mà thật ra thì giờ nó vô tư vậy, chị nhắn biết bao nhiêu tin nhắn trên mạng xã hội mà nó không xem, nó vẫn hoạt động, có nghĩa là người ta vẫn bắt được mấy cái mà nó like hình quần áo này kia. Dạ. Nhưng mà xong là nó tắt hết. Trong cái quá trình từ ngày đi cho tới thời điểm hiện tại cũng là rất là lâu rồi đúng không ạ? Này đúng 30 ngày luôn. Dạ, thì gia đình nhà mình có liên lạc được với con không cô? Không. Tắt nguồn. Thuê bao không? Thuê bao. Facebook, Zalo mình có liên lạc được không? Tắt nguồn hết, tắt nút hoạt động hết. Bây giờ nó có hoạt động mà nó tắt đó, mình cũng vô tư luôn, mình không. Nếu thật sự con gái của mình bây giờ đang say nắng say mưa một thanh niên nào đó mà bỏ nhà, bỏ con, bỏ chồng, bỏ mẹ đi như vậy mà không về nữa thì bản thân cô sẽ có dự định kế hoạch như thế nào? Kiểu như kêu nó về. Nếu mà không về nữa thì làm sao cô? Phóng tay em. Hy vọng rằng cái video này khi mà anh em đội Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải lên trên khắp các trang mạng xã hội nhờ tất cả cô chú, anh chị, cộng đồng mạng xem và chia sẻ lan tỏa. Hy vọng rằng con gái nhà mình xem được và nhìn nhận lại vấn đề, suy nghĩ lại, tỉnh ngộ, quay trở về. Thì đó là một cái điều rất lấy làm mừng. Yeah. Nhưng con gái xem được mà không về thì điều đó rất lấy làm tiếc. Là bó tay luôn rồi đó. Đúng không ạ? Bởi vì hiện tại như chị
Và cô chia sẻ thì con gái của cô mặc dù gia đình không có điều kiện mấy nhưng mà rất là sướng, sướng hơn những người giàu rất là nhiều, đúng không ạ? Chỉ ăn, nói chung là ở không ha. Nhưng mà mọi việc trong gia đình chủ yếu là chồng hết. Mà đặc biệt là con rể của cô rất là thương con gái của cô. Nhưng rất lấy làm tiếc rằng con gái của cô không nhìn nhận ra và không biết trân trọng và quý cái điều đấy. Đúng không ạ? Trên cái video này cô có điều gì muốn tâm sự nhắn gửi tới con gái của mình không? Bây Con mời cô. giờ kêu nó về về đi giờ lỗi lầm tha hết. Cô nói đi, 30 ngày qua không được thấy mặt con và cô rất là thương, đặc biệt là thương cháu ngoại của mình hiện tại bây giờ. Và đặc biệt hơn nữa là rất là xót xa khi cái cảnh con rể hiện tại bây giờ, con rể của cô đang là gà trống nuôi con, đúng không ạ? Thì cô có tâm tư tình cảm, nguyện vọng của cô như thế nào thì cô gửi gắm tới con gái của cô đi. Giờ cầu mong nó về chứ giờ tôi hết biết nói gì rồi. Thôi đi vậy giờ chị nói cho chị Dạ một vâng, dạ. lời ăn tiếng nói vậy đó. Bây giờ ví dụ như Dạ. giờ là Đào con có nghe được cái những con xem được mấy cái đoạn video clip này á thì con cứ đi về đi. Rồi ví dụ như giờ á con không muốn ở chồng con nữa, con cứ đi về rồi đâu ra đó ba mặt một lời xong xuôi rồi giải quyết chứ con đừng đi kiểu này nữa. Ở nhà con Quy nó khóc nó nhớ rồi nãy nó ốm nó không ăn uống gì được luôn rồi con Xuân nó cũng nhớ ba nữa tại vì nó rất là mến ba. Rồi mẹ nó ở nhà từ hôm nay không ăn uống gì, mẹ của con á chạy kiếm con rất là nhiều nơi mà nói chung trưa nắng mưa gì bà cũng đi hết trơn, bà không có quản thì con cũng mong là con xem cái này con nghĩ lại con đi về với gia đình. Những tội lỗi của con á là bỏ qua hết, còn vụ chuyện chồng con về con ở thì ở còn không nữa thì hai vợ chồng cứ tính dứt khoát rồi là xong. Hy vọng rằng em gái xem được cái video này thấy mẹ của em ngay giờ phút này đã rơi những giọt nước mắt, lặn lội hàng trăm km từ một tỉnh rất xa ở miền Tây về đây để mà nhờ các anh, các chú đội sĩ người Thanh Hải cũng như nhờ tất cả bà con cô bác cộng đồng mạng đi tìm em. Hy vọng em sớm tỉnh mộng tỉnh giấc để mà quay về đoàn tụ cùng với lại gia đình, với chồng với con để tiếp tục công việc xây dựng tương lai hạnh phúc cho gia đình. Bản thân của mẹ của em cũng như tất cả mọi người thân không muốn những đứa trẻ thiếu đi bất cứ tình thương của người cha hay là người mẹ. Nên hy vọng rằng em đang lỡ say nắng say mưa thì hy vọng rằng em hãy thức tỉnh để mà quay trở về đoàn tụ cùng với lại gia đình. Dạ thưa cô chú anh chị, đây là một câu chuyện rất lấy làm buồn mà đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã tiếp tục ghi nhận. Nếu cô chú anh chị có thấy em gái như trong hình đi cùng với một bé như trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải khuyên cũng như là giúp em sớm quay trở về nhà đoàn tụ cùng với lại gia đình. Thì rất hy vọng rằng cái video này khi mà đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải lên trên khắp các trang mạng xã hội, rất mong được sự chung tay góp sức của tất cả cô chú anh chị xem và chia sẻ lan tỏa mạnh mẽ để giúp cho em gái thức tỉnh để mà quay trở về. Và đây cũng là một cái video thông điệp truyền tải tới tất cả các bậc làm cha làm mẹ cũng như các cặp vợ chồng hãy nhìn nhận thấu hiểu nhiều vấn đề hơn. Dạ rồi, cái sự việc của cô cũng như của chị thì đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận. Khi mà cô và chị về đây thì đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ hoàn toàn miễn phí nha. Và sẽ cố gắng hết sức đăng tải cái video này nhanh nhất có thể lên trên khắp các trang mạng xã hội để nhờ tất cả mọi người cùng chung tay góp sức đi tìm kiếm thông tin về con gái cũng như là cháu ngoại của mình. Thì toàn bộ câu chuyện cô và chị vừa chia sẻ có đúng với sự thật không? Rất là đúng chị cam kết luôn Nếu có gì sai trái, chị chịu hết hoàn toàn trách nhiệm trước đúng rồi trước pháp luật. đúng rồi Và cô và chị có đồng ý cho tất cả các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải video này lên trên dạ mạng xã hội không ạ? chịu chịu đồng ý Và cái video này sẽ không bao giờ gỡ. đúng rồi đừng dạ gỡ tại chị dạ mong rất là mong luôn á. dạ Cuối video này em thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải chúc cho cô và chị, chúc cho đại gia đình nhà mình nhiều sức khỏe và sớm nhận được tin vui đó là con gái và cháu ngoại mình sẽ quay trở về một ngày gần nhất. Dạ em xin phép xin chào cô và chị, xin phép chào tất cả cô chú anh chị, hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Không về đâu, khó về thấy thôi chứ.